Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn về cái phần mềm chuyên quản lý tiệm cầm đồ và cho vay bắt họ. Đây là cái giao diện trang chủ của phần mềm. Đây là những cái danh sách khách hàng đã đang cầm đồ. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách. Bước đầu tiên là tạo hợp đồng cho một khách hàng đến tiệm cầm đồ để cầm gọi là vay bắt họ. Thì mình sẽ bấm vào nút tạo hợp đồng này. Rồi sau đó mình sẽ điền cái thông tin cần thiết của khách hàng nó vào. Nathan Nguyễn Long. Xong mình điền cái những cái thông tin mà trên cái chứng minh nhân dân. Rồi điện thoại. Rồi. Quê quán. Những cái thông tin này các bạn cần thiết thì các bạn điền. Còn các bạn không muốn điền thì bỏ qua ha. Không thiết bỏ qua. Rồi tháng năm sinh. Rồi xong. Những thông tin này các bạn bỏ qua thì các bạn bấm nút F1 lưu này. Xong. Thì khi các bạn bấm F1 lưu khách hàng thì sẽ vào cái danh sách cầm đồ. Rồi bây giờ bạn muốn cầm là số tiền là bao nhiêu, như là 20 triệu. Rồi Enter. Thì trong cái này á, trong cái mục lựa chọn này, thì 20 triệu này các bạn cầm là cầm cậu muốn tính lãi như thế nào. Thì trong này nó có nhiều mức lãi. Lãi phần trăm ngày, lãi phần trăm tháng, lãi phần trăm tuần hay là lãi ngày theo tiền. Đó. Cái nếu mà bạn muốn làm phần trăm tháng thì bạn phần trăm tháng. Và hình thức là các bạn muốn là trả lãi trước hay trả lãi sau. Nếu trả lãi trước thì bạn có chết vào đây. Còn nếu mà lãi sau thì bạn không chết vào đây thì bình thường. Rồi sau đó Enter. Lãi suất các bạn tính bao nhiêu phần trăm. Đó. Như là 5%, Enter. Cái đây là cái mục thứ nhất, cái mục đây là mình sẽ cái in trên hợp đồng và thể hiện trên hóa đơn. Đây là cái yêu cầu khách hàng ha. Enter. Rồi, có số tiền cầm, cái số bạn muốn cầm là bao nhiêu tháng. Thì các bạn gõ ở đây, như cầm 3 tháng. Rồi, cái số tiền chu kỳ đóng lãi là bao nhiêu ngày một lần. Đây là mình thường thường mình cho 30 ngày. Rồi đây bạn cầm cái gì? Cầm vàng hay là cầm điện thoại, xe máy, như bằng ô tô hay cầm ô tô vào đây. Sau đó cái biển số xe như thế nào vẫn ghi vào ở đây. Rồi loại xe. Rồi cái biển số, đây là biển số xe, số máy. Rồi số khung. Rồi tên người đứng cầm là Nguyễn Long. Xong các bạn điền những cái thông tin cần thiết các khách hàng và các thông tin cái cầm đồ xong rồi bạn sẽ bấm nút in hóa đơn này. Đây Nguyễn Long cái cầm đồ 20 triệu và lãi suất là 0,9% trong ngày là phần trăm, tháng là 5%. Lãi suất cầm là 0,9 ha. Rồi tiếp theo là cái hợp đồng như này thì có cái dịch vụ mình sẽ ký vào đây. Đây rất là rõ ràng cái hợp đồng này sẽ in hai tờ ha, mỗi người một tờ, còn không in một tờ thì in tờ cũng được, tùy theo mình. Xong đó, thì khi mình cầm đồ xong thì nó sẽ nhảy vô danh sách khách hàng của đây là Nguyễn Long đây. Đó. Thì nó hiện lên số tiền đóng của khách hàng này là tháng này là 1.030.000. Thế là một ngày là sẽ bảo các bạn một ngày sẽ là 33.333 đồng. Rồi nếu như đến cái chu kỳ đóng lãi thì các bạn đóng. Còn nếu những khách hàng nào đây những đã quá hạn thì nó hiện lên cái màu đỏ này. À, màu đỏ này. Để biết trước là bao nhiêu khách hàng đã đến hạn. Rồi khi khách hàng đến để đóng lãi thì đây là những cái danh sách khách hàng nó có nhiều đi. Thì mình không biết khách hàng ở đâu. Thì trong đây nó có nút search này. Một là các bạn lấy cái hợp đồng đó bỏ search theo của hóa đơn hợp đồng này. Còn nếu các bạn muốn search theo khách hàng thì các bạn sẽ chọn khách hàng. Cái này các bạn chọn khách hàng. Chọn tìm kiếm theo tên. Rồi bạn gõ như rằng Nguyễn Long. Đây thì nó sẽ hiện Nguyễn Long lên, hoặc là bạn sẽ gõ theo hợp đồng này thì nó sẽ hiện lên luôn. Rồi Nguyễn Long xong, các bạn chọn khách hàng này.
còn muốn đóng lãi thì còn thằng này đóng lãi thì bấm nút đóng lãi này, đóng lãi rồi số tiền là 1.050.000 cập nhật là đóng lãi. Thì cái là bọn đóng lãi trước này sẽ ăn 1.000.000 này đó trước, thì khi là cứ tháng thì nó trả về không lại, nó sẽ dư 1.000.000 lại các bạn đóng tháng tiếp theo. Rồi nếu mà các bạn đóng lãi trường hợp xong thì trong này nó có những cái báo cáo này, cái này hiện muốn hiện thế này, mình cho muốn hiện hiện tổng này, hiện tổng lên bọn rồi hiện tổng thì hiện đây này, trong ngày hôm nay là mình có hợp đồng là tổng cộng là 265 hợp đồng và tổng số tiền gốc là 21 tỷ 010 triệu 873 ngàn đồng, và hiện tại lãi hiện tại của mình là 333 triệu này, tổng lãi đã đóng này đó, 132 triệu này, và tổng tiền còn lại này là số tiền bao nhiêu đó. Nên cái những cái mục này muốn hiện thì cũng điện mà muốn hiện thì thôi bằng bút ẩn đi, muốn ẩn thì bằng vô đây ẩn 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 cái hiện tổng lên thì nó không cho giấu đi, bọn muốn xem thì vào xem trong này báo cáo này. Đấy. À, thì báo cáo đóng lãi này để vô đây hiện câu này thì có mới một người đóng lãi, có bao nhiêu người đóng lãi thì hiện sẽ cần cho bạn biết là những người nào đóng lãi đó. Thì những cái báo cáo này bọn muốn xem báo cáo nào thì chọn báo cáo đó thôi, báo cáo đóng lãi này, báo cáo bắt họ đấy, bắt họ có thì hiện lên đây, không có bắt họ nào hết, hôm nay không có ai bắt họ rồi. Đây những cái báo cáo nào như báo cáo thanh lý hợp đồng hay chờ hợp đồng, báo cáo hợp đồng chờ thanh lý thì nó hiện tất cả các bạn ha. Rồi nếu mà báo cáo bớt thêm thì đây không có sẵn ha, nếu mà vô vay thêm hay là vay tiền thêm thì nó sẽ có trong này hết. Rồi nếu trường hợp các bạn muốn đến chuột xe luôn thì dưới đây các bạn chọn hàng này thì các bạn nó chuột đồ này, chuột đồ bọn có muốn chuột đồ không thì chuột giết này là chuột này, chuột thành công là ok xong, chuột không thì nó hiện cái này là những cái mặt hàng đã chuột đây, còn chưa chuột là tất cả cái này. Còn trường hợp nếu như các bạn chưa đóng lãi bọn chuột hàng ví dụ như qua đây mình vào đây mình chuột đó thì nên báo lên là khách chưa đóng đủ lãi, thì nếu mà bọn muốn chuột thì bán lãi với chuột được, nhưng mình chuột đi mình đóng lãi, nhưng mình đóng lãi đó nó không đóng chuột luôn. Còn trường hợp nếu mà chuột còn bọn đóng lãi xong chuột còn không, một chuột này nó đó này khách hàng chưa đóng lãi đó, nếu là không còn bọn có muốn đóng lãi không thì không, thì không được rồi, cái nếu mà đóng lãi xong với chuột được thì giờ đóng lãi cập nhật, lúc đó mình sẽ chuột là nó sẽ cho không hỏi nữa, yes thành công đó. Thì trong đây những cái nút chuột nào thì ở đây là mình được bù đã bao nhiêu khách hàng đã chuột đồ, rất là chi tiết và rõ ràng. Đang chưa chuột đây, đây những khách hàng chờ thanh lý xem có ai không. Đây là cái không hủy đi đây. Chờ thanh lý những khách hàng chờ thanh lý anh lại chụp đồ đóng lại đó. Đây là mình giới thiệu qua cái phần mềm cầm đồ cho các bạn ha. Xin chào tạm biệt các bạn.